Xin chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu nón len trùm tai xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân nón ha Mình sẽ trang trí họa tiết bé rồng lên trên thân nón với sừng và tai Mẫu này thì các bạn cũng có thể thay đổi màu hoặc là mình tăng giảm size áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ Đến những đoạn nào mà cần tăng size thì mình sẽ hướng dẫn ha Và nếu không thích trơn cỡ cái phần thân nón, các bạn có thể thêm tên ở phía trước giúp cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn mình sẽ dùng len miêu cốt tông 125g và kim 3,5mm để móc. Đầu tiên thì cần tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu. Sau khi có được 6 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên, nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào đây cho mình một mũi dời để ta kết thúc vòng. Lưu ý khi kết thúc một mũi dời á, các bạn sẽ kéo dài cho mình lên sợi len một tí, sau đó nghiêng sợi len về hướng tay cầm kim móc và guốc thật mạnh lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Sau đó kéo cho đầu kim sát với sợi len nè. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên với 6 mũi móc đơn sẽ tạo ra 6 chân móc cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình vào 6 chân đó, mỗi chân là mũi móc đơn tăng ha. Tức là ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu nè. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình là mũi tăng. Hai mũi móc đơn vào cùng chân ha. Làm tương tự cho 5 chân còn lại cho đến hết vòng. Chân thứ hai cũng móc cho mình mũi tăng nè, Chân thứ ba tương tự ha, móc mũi tăng. Chân thứ tư cũng móc cho mình mũi tăng. Chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc cho mình mũi tăng ha. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn cho vòng móc thứ hai này. Kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời kéo sợi len lên, guốc lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó kéo đầu kim sát với sợi len. Hoàn tất được hai vòng đầu tiên mũi móc đơn rồi, đến vòng móc thứ ba trở đi thì mình sẽ móc mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc lên cho mình là hai mũi móc xích. Cho tất cả các size mình đều làm tương tự như vậy luôn ha. Vòng thứ hai ta có 12 mũi móc đơn tạo ra 12 chân cho vòng thứ ba. Vòng thứ ba mình sử dụng mũi kép đơn, các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân đó, mỗi chân là mũi kép đơn tăng ha tức là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên cũng là chân ta móc mũi giờ kết thúc vòng phía trên nè. Móc vào đó cho mình mũi kép đơn tăng ha. Làm tương tự cho 11 chân còn lại, mỗi chân ta cứ móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Chân thứ hai nè, cũng móc cho mình hai kép đơn vào cùng chân ha. Tương tự chân thứ ba cũng móc cho mình mũi kép đơn tăng. Sau đó móc tương tự cho đến hết vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra tổng cộng là 24 mũi kép đơn. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ha, để mình kết thúc vòng nè. Thì đây là cái chân của mũi kép đơn đầu tiên, các bạn sẽ giống thẳng cho mình ở cái thân của mũi kép đơn. Thì phía trên nó lại là chân móc của nó nè. Móc vào đây một mũi dời ha. Cứ mỗi lần kết thúc vòng thì nhớ rút lại cho cái mũi dời nhỏ lại. Móc lên hai mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ tư thì vòng móc thứ tư các bạn sẽ làm cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc cho mình kép đơn tăng. Hai mũi kép đơn vào cùng chân ha. Như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một kép đơn sau đó là hai kép đơn cùng chân móc. Móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng ha. Ta sẽ có một kép đơn vào chân kế bên sau đó là kép đơn tăng vào chân kế tiếp ta được cụm thứ hai nè móc tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng thì hai chân cuối cùng cũng sẽ tạo ra được cái cụm cuối cùng ha một kép đơn sau đó là kép đơn tăng vào chân cuối cùng thì khi kết thúc cái vòng móc này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc tăng được 12 mũi Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng. Gút lại cho mũi dời nhỏ lại, móc lên hai mũi móc xích. Để ý cho mình cái vòng mình vừa hoàn tất, mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm ha. Cụm đầu tiên nè, một kép đơn sau đó là kép đơn tăng. Cụm thứ hai. Cụm thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm, cầm móc thứ sáu, cầm thứ bảy, tiếp tục cầm thứ tám, cầm móc thứ chín, cầm móc thứ mười, cầm móc mười một, và cầm móc thứ mười hai. Ta tăng được mười hai mũi cho cái vòng móc này. Tức là ở cái vòng móc này mình sẽ có tổng cộng là mười hai điểm có cái mũi kép đơn tăng ha, tăng được mười hai mũi. Đến vòng móc kế tiếp thì các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng mình vừa móc. Công thức vòng mình vừa móc là một kép đơn lẻ, sau đó là kép đơn tăng thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái mũi kép đơn lẻ này mình sẽ tăng tịnh tiến nó lên một mũi ha thì vòng này của mình đang làm một mũi kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình hai mũi kép đơn mỗi chân mũi đầu tiên nè mũi thứ hai khi có được hai mũi mỗi chân rồi tăng hơn so với vòng bên trên một mũi thì chân kế tiếp móc cho mình mũi kép đơn tăng ha tức là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc vào chân thứ ba nè như vậy là ở vòng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này nè. Hai mũi kép đơn mỗi chân sau đó là kép đơn tăng. Móc tương tự cụm này cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng. Hai mũi kép đơn mỗi chân. Mũi kép đơn đầu tiên nè. Mũi kép đơn thứ hai, sau đó là kép đơn tăng vào chân thứ ba ha. Mình sẽ có được cụm móc thứ hai. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi móc được đến cuối vòng, tiếp tục kết thúc vòng, cũng đâm vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Guốc lại, móc lên hai mũi móc xích. Thì cái vòng móc mình vừa hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 cụm móc ha, tăng được 12 mũi nè. Cụm đầu tiên nè. Cụm móc thứ hai. Cụm thứ ba. Cụm thứ tư. Cụm thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Cụm móc thứ bảy. Cụm móc thứ tám. Tiếp tục cụm móc thứ 9, cụm móc thứ 10, cụm móc 11 và cụm móc thứ 12. Mình tạo ra được 12 cụm tăng 12 mũi, tức vòng này mình cũng có tổng cộng là 12 chân có 2 mũi kép đơn vào cùng chân móc ha. Đến vòng móc kế tiếp nè, thì các bạn cũng làm tương tự như vòng móc mình vừa móc. Mình sẽ dựa vào vòng bên trên là cái vòng mình vừa móc ha. Ta sẽ có hai mũi kép đơn mỗi chân, sau đó là kép đơn tăng, thì tiếp tục các bạn cũng dựa cho mình vào mũi kép đơn mỗi chân ở đây mình có hai mũi thì tiếp tục vòng kế tiếp tăng tịnh tiến lên một mũi nữa hai mũi thì tăng lên mình sẽ có ba mũi mỗi chân ha móc cho mình ba chân đầu tiên mỗi chân là một mũi nè chân đầu tiên móc một mũi kép đơn tiếp tục chân thứ hai cũng móc một kép đơn và chân thứ ba cũng móc một kép đơn khi có được ba mũi kép đơn liên tiếp vào ba chân tăng được hơn so với vòng bên trên một mũi thì chân kế tiếp móc mũi kép đơn tăng như vậy là ở hàng móc này mình sẽ có được cụm móc như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng sau đó mình sẽ tăng thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa các vòng móc kế tiếp thì mình cũng dựa vào vòng bên trên là cái vòng mình vừa móc tăng tiếp tục tịnh tiến lên một mũi ở cái mũi kép đơn lẻ ở đây của mình ba mũi thì vòng kế tiếp tiếp tục tăng lên một mũi là bốn mũi ha kế tiếp nữa sẽ là năm mũi sáu mũi và xen kẽ sẽ làm mũi kép tăng. Thì khi mình đã tăng nhiều vòng móc như vậy nữa, các bạn sẽ ước chân cho mình nè. Ở đây mình đang có cái cụm móc là 4 kép đơn mỗi chân, sau đó là kép đơn tăng. Khi các bạn đã cảm thấy cho mình được cái vòng tròn của cái phần này nè, nó đã vừa đủ to so với cái vòng đầu rồi. Các bạn tiếp tục xác định cho mình cái số đo vòng đầu ở sai các bạn cần móc là bao nhiêu. Số đo này mình có để ở dưới phần mô tả ha. Sau khi đã xác định được số đo vòng đầu của sai các bạn cần móc rồi, sử dụng thước dây và mình sẽ đo cái vòng mà mình vừa móc này là bao nhiêu cm nè các bạn sẽ đo từ cái điểm mà mình kết thúc chất len của mình nó có độ co giãn nên khi mình đo nó sẽ ướt chừng ha các bạn sẽ kéo vừa cho mình cái phần mà mình vừa móc ra một tí sau đó mình sẽ đo đến hết vòng thì đây là cách đo đơn giản nhất ha cứ kéo cho cái phần len nó vừa giãn thôi chứ đừng có giãn quá cũng đừng có thun quá nha Khi các bạn đo cho mình được đến cuối vòng nè, nhớ là kéo giãn giãn nhẹ cái mũi móc. Khi mà mình đo được đến cuối vòng, cái kích thước của cái vòng mà mình đang có được ha. Ví dụ như ở đây của mình là 42cm cho cái vòng tăng cuối cùng này. Thì ở đây mình muốn móc lên tầm khoảng 46cm đi. Thì các bạn từ đây mình tiếp tục đo thêm 6cm nữa. Các bạn sẽ đo từ cái điểm mà mình vừa kết thúc ha mình sẽ đo thêm khoảng tầm 4cm nữa, ta sẽ có 46cm nè. Thì khi đo được tầm khoảng 46cm, từ cái mũi mà mình kết thúc của cái vòng phía trên đến cái mũi mà mình vừa đánh dấu ở đây, các bạn sẽ đếm cho mình xem được coi tổng cộng là bao nhiêu mũi móc. Ở đây của mình là 7 mũi móc ha, thì còn thiếu 7 mũi móc nữa nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 46cm. Những bạn nào mà khi đo á, nó còn thiếu tầm khoảng 12 mũi hoặc là nhiều hơn 12 mũi thì các bạn sẽ móc cho mình thêm một hàng móc theo công thức, sau đó hàng kế tiếp mình tiếp tục đo ha. Ở đây mình chỉ còn thiếu khoảng tầm 7 mũi nữa thôi. Vòng kế tiếp các bạn sẽ không cần phải dựa theo công thức mà mình sẽ ước chừng cũng được, nó là cách đơn giản nhất. Các bạn sẽ chọn cho mình 7 điểm để mình móc mũi kép đơn tăng ha. Thì mình có thể không cần dựa vào công thức, các bạn sẽ chọn cho mình 7 điểm bất kỳ mình có thể dùng kim đánh dấu đánh dấu vào bảy điểm ha cứ móc cho mình lên hai mũi xích sau đó mỗi chân móc một mũi kép đơn không cần đi theo công thức thì nó sẽ dễ dàng hơn ha các bạn sẽ chọn cho mình bảy điểm để mình móc mũi kép đơn tăng nè ở đây mình chọn một điểm này là mũi kép đơn tăng ha như vậy là ta đã tăng được một điểm cho vòng này rồi nè Đối với những bạn nào mà tăng khoảng tầm 2 mũi thì các bạn sẽ chọn cho mình điểm này. Sau đó chọn một điểm đối diện để mình tăng thêm một mũi nữa ha. Hoặc là những bạn nào mà tăng 3 mũi thì mình sẽ tăng theo hình tam giác. Tăng 4 mũi thì tăng ở 4 góc. Hoặc là tăng nhiều mũi hơn thì cứ chia đều cho mình, sao cho cái vòng tròn này của mình nó tròn đều là được ha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn và chọn đúng cái mũi mà mình cần tăng. Móc vào đó mũi kép đơn tăng là được nha sau đó móc cho đến hết vòng cho đủ tổng số mũi mà mình cần có. Thì đây sẽ là điểm mà mình cần canh tăng giảm sai nè. Sau khi móc cho mình được đến cuối vòng, chọn ra được tổng cộng cái số chân móc mà mình cần có rồi, tiếp tục kết thúc vòng. Gút lại sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì ở đây mình đã có được 7 điểm có hai mũi kép đơn vào cùng chân nè. Đây là điểm đầu tiên ha. Điểm tăng thứ hai nè. Điểm tăng thứ ba. Điểm tăng thứ tư. Điểm tăng thứ năm. Tiếp tục điểm tăng thứ sáu. Và điểm tăng thứ bảy. Ta tăng được 7 mũi cho vòng này, tổng số mũi móc lúc này nó đã bằng với lại cái kích thước vòng đầu ở tay các bạn cần móc rồi. Khi mà mình đo lại thêm một lần nữa nè với cái kích thước của cái vòng cuối cùng mà mình vừa tăng này, tăng ít hơn 12 mũi. Thì mình cũng đo như ban đầu ha, đo từ cái điểm mà mình bắt đầu à, móc đầu tiên cứ đo dần về phía cuối cùng. Ban đầu mình đo được là 42 cm cho cái vòng tăng phía trên thì lúc này khi mà mình tăng thêm 7 mũi, ta đo đến cái kích thước cuối cùng nó đã bằng được 46 cm rồi nè. Nó đã bằng được kích thước mà mình cần có ở size các bạn cần móc rồi ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân nón phía dưới nha phần thân nón thì khi mà mình đã có đủ cái độ rộng của cái phần nón rồi mình sẽ không cần phải có điểm tăng nữa mỗi chân cứ móc đều cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì vòng cuối cùng mình vừa tăng có bao nhiêu mũi móc từ vòng móc tiếp theo này mình sẽ có bấy nhiêu mũi móc ha móc cho đến cuối vòng sau đó thêm nhiều vòng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình gặp phần thân nón lại ta sẽ đạt được chiều cao của phần thân nón từ đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng nó bằng từ đỉnh đầu che qua tai ha hoặc những bạn nào mà không thích dây tay thì mình cũng có thể móc trên tay cũng được. Kích thước này mình có để ở phần mô tả. Các bạn có thể tham khảo theo kích thước sau đó mình tăng size cho phù hợp nha. Và đây là điểm thứ hai mà các bạn cần canh tăng giảm size ha. Sau khi đã móc cho mình thêm nhiều hàng móc móc đều thì lúc này khi mà mình gặp cái phần thân nón lại, nó đã đạt được chiều cao từ phần đỉnh nón đến cái hàng mà mình móc cuối cùng, bằng từ đỉnh đầu đến qua tay rồi ha che được cái phần tay rồi thì bây giờ mình sẽ móc cái phần viền tạo được một cái độ dày cho cái phần viền nón nó, nó dày dặn giúp cho phần tay của mình khi mình đội vào che nó sẽ được dày dặn và ấm áp hơn những bạn nào mà muốn móc một màu á thì mình sẽ kết thúc cái vòng này sau đó móc lên hai mũi móc xích và mình sẽ quay ngược đầu móc và mình móc theo chiều này còn những bạn nào mà muốn thay màu cho cái phần viền nón của mình á thì khi các bạn móc cho mình mũi kép đơn cuối cùng mình sẽ không kết thúc vòng ở cái vòng cuối cùng này mà mình sẽ đưa cái sợi len khác màu mà mình cần á các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút ta sẽ đưa kim về cái chân của mũi kép đơn cuối cùng đây là mũi kép đơn cuối cùng nè thì nó sẽ có một cái đường nằm bên ngoài với một cái đường nằm thẳng của cái mũi kép đơn khi đâm kim vào hai cái đường móc như thế này thì mình sẽ thả cái sợi len màu xanh ra và các bạn sẽ đưa cho mình cái nút mà mình vừa tạo kéo qua hai cái đường trên kim này. Sau đó đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng. Khi kết thúc vòng các bạn cũng guốc lại cho cái mũi của mình nó nhỏ lại ha. Móc lên hai mũi móc xích. Đối với cái sợi len màu xanh của phần thân nó, lúc này mình không cần phải sử dụng nữa dùng tay kéo cho mình cái đoạn sợi len dài sau đó mình sẽ cắt một đoạn vừa đủ để mình giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc ha như vậy là cái sợi len của mình khi mình được thay màu nó sẽ hoàn tất như thế này bây giờ mình sẽ móc cái phần viền phần viền thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc và mình móc ha cho cái mặt vải của phần viền nó nằm ở phía ngoài mình sẽ móc theo cái chiều này nè quay ngược đầu móc thì các bạn có thể quay ngược chiều hoặc là cùng chiều kim đồng hồ cũng được để ý ở mỗi chân móc của cái hàng móc cuối cùng ở phần thân nón nó sẽ có hai đường móc theo chiều mình đang móc ha thì sẽ có một đường nằm ở bên trên và một đường nằm ở bên dưới thì tất cả các cái mũi móc của hàng đầu tiên ở cái phần vành nón này nè các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường nằm bên trên như thế này thì chân đầu tiên mình cũng đâm kim vào đường nằm bên trên theo chiều mình đang móc ha móc vào đó mũi kép đơn và mình đang tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hết vòng mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn và đều đâm kim vào đường móc nằm bên trên móc cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích như vậy là ta sẽ có được hàng viền đầu tiên cho cái phần à, viền nón nè đến hàng móc kế tiếp thì tiếp tục tóc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa để cho cái phần viền này nó có cái độ dày hơn mỗi chân ta sẽ móc đều một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và lúc này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc chứ không cần đâm vào đường nằm bên trên giống như cái hàng móc đầu tiên nữa ha ta cứ móc đều giống như cái phần thân nón thôi mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng, sau đó ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi mình đạt được cái độ dày của cái phần vành này. Thì nó sẽ dao động tầm khoảng 4 cho đến 6 hàng móc tùy vào size ha. Các bạn cứ canh làm sao cho nó vừa khớp với lại cái phần thân nón là được. Nó có thể chiếm chiều cao của phần thân nón khoảng tầm 1 phần 4 hoặc là 1 phần 3 ha. Thì ở đây mình đã móc thêm được 4 hàng móc cho cái phần viền nón rồi thì kết thúc các bạn có thể móc thêm cho mình một hàng viền mũi đơn để mình cố định lại được cái mũi móc ha khi mình sử dụng lâu dài thì cái phần nón của mình nó không có bị giãn nhiều và giúp cho cái phần vành nó ôm sát được vào tay hơn nè ta sẽ hoàn tất được phần thân nón như thế này sau khi hoàn tất được phần thân nón thì mình sẽ móc họa tiết trang trí đầu tiên sẽ là phần tay ở đây mình đã móc sẵn một tay rồi nè thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc tay này gắn ở một bên hông ha Phần tay này thì tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này móc lên hai mũi móc xích. Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 12 mũi kép đơn ha. Mũi kép đơn đầu tiên. Mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ 12. Khi hoàn tất được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, các bạn sẽ móc vào đó một mũi dời. Cứ kết thúc mỗi hàng thì nhớ rút lại cho mũi dời nhỏ lại ha. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Nắm sợi len ngắn rút thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng đầu tiên Vòng đầu tiên hoàn tất có 12 mũi kép đơn tạo ra 12 chân cho vòng thứ hai. Thì vòng thứ hai công thức móc nó sẽ tương tự giống như vòng thứ ba của phần thân nón. Tức là mình sẽ móc vào 12 chân đó, mỗi chân là mũi kép đơn tăng ha. Chân đầu tiên cũng là chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc vòng đầu nè, móc vào đó mũi kép đơn tăng. Sau đó sẽ làm tương tự cho các chân còn lại cho đến hết vòng ha. Sau khi móc đến cuối vòng ta sẽ tăng lên được 12 mũi tạo ra được 24 chân móc thì lúc này nó sẽ có được một cái độ rộng cho cái phần tay như thế này rồi những bạn nào mà muốn tăng size nữa thì các bạn tiếp tục làm theo công thức giống như phần thân nón còn ở đây mình sẽ dừng lại ở hai hàng móc này và mình sẽ móc cái phần viền tiếp theo mình sẽ thay màu nè thì công thức thay màu cũng giống như là cách các bạn thay màu ở cái phần viền nón ha tâm kim vào hai đường móc như thế này ở chân cùng mũi kép đơn cuối cùng sau đó đưa sợi len khác màu ra phía sau. Kéo sợi len qua chân móc. Đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng này. Móc một mũi dời. Nhớ guốt lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Phần viền của tay thì mình sẽ sử dụng mũi móc đơn nên chỉ móc lên một xích thôi nha. Cắt cái đoạn len vừa đủ nè. Sau đó khi móc viền thì các bạn nhớ giấu các cái sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần viền. Các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn. Mình sẽ chọn một chân móc bất kỳ để mình bắt đầu móc cái phần sừng ha, cho tay. Ở đây mình sẽ móc lên khoảng tầm 4 mũi móc đơn. Mỗi chân tay sẽ móc một mũi móc đơn. Các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 4 mũi móc đơn vào bốn chân ha. Nhớ dấu len thừa nè. Cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn. mình sẽ móc 4 mũi đến cái chân thứ năm mình sẽ móc cái phần tay ha thì phần tay chân thứ năm móc một mũi móc đơn chân móc thứ sáu các bạn sẽ tăng cho mình cái chiều cao của mũi móc móc vào cái chân móc thứ sáu đó một mũi nửa kép một mũi kép đơn cũng vào cái chân đó luôn khi nâng cao được chiều cao của mũi móc móc tiếp lên hai mũi móc xích ta sẽ đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên để ý cho mình ở phía sau nó có một cái đường đường móc thẳng như thế này ha của cái chân mũi móc xích đó, đầu tiên đâm kim vào đó móc một mũi dời sau đó tiếp tục móc thêm cho mình hai mũi móc ngược lại với hai mũi mà mình vừa móc cũng vào cùng cái chân móc đó luôn ta sẽ có mũi kép đơn vào cùng chân móc đó nha sau đó là mũi nửa kép đây ta sẽ có được cái phần nhọn như thế này tiếp tục chân kế bên sẽ móc cho mình một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được một cái phần sừng của tai đầu tiên. Để kết thúc cái phần sừng này các bạn đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời ha. Từ sừng này đến sừng thứ hai thì khi kết thúc mũi dời các bạn sẽ không móc lên một xích mà mình sẽ đâm kim qua chân kế bên luôn, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục sẽ nâng cao cái chiều cao của mũi móc qua chân kế tiếp ha. Một mũi nửa kép. Một mũi kép đơn lên hai mũi xích móc vào chân của mũi xích đầu tiên một mũi dời sau đó tiếp tục móc ngược lại mũi kép đơn cũng vào cùng chân móc và mũi nửa kép chân kế tiếp móc một mũi móc đơn sau đó móc mũi dời để kết thúc vào chân kế bên ta sẽ có được sừng thứ hai nè tiếp tục đến cái phần sừng thứ ba ha cũng làm tương tự cho mình một mũi móc đơn sau đó chân kế tiếp sẽ nâng cao chiều cao một mũi nửa kép, một mũi kép đơn, lên hai mũi xích, móc một mũi dời vào chân xích đầu tiên, tiếp tục ngược lại ha, một mũi kép đơn vào cùng chân móc, một mũi nửa kép và một mũi móc đơn vào chân kế bên. Lúc này khi các bạn kết thúc cho mình mũi móc đơn ở cái phần cuối cùng rồi, thì các chân kế tiếp mình sẽ móc một mũi móc đơn chứ không cần phải móc mũi dời kết thúc ha móc cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì kết thúc, đâm kim vào chân đầu tiên móc một buổi dời, Quốc lại sau đó móc lên một buổi móc xích. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Mình sẽ sử dụng đoạn len này khâu vào trong phần thân nón ha. Ta sẽ có được hai cái tay như thế này, khâu ở hai bên nè. Thì hoàn tất được phần tay rồi mình sẽ móc cái phần sừng. Ở đây mình đã móc sẵn một sừng với hai cái sừng nhỏ ở bên trên, một sừng ngắn và một sừng dài nè. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần sừng này á Phần sừng á, khi mà mình gắn vào trong thân nó, nó sẽ nằm bên trên tay như thế này Tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một mũi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ hai Móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu khi hoàn tất được sáu mũi rồi guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ guốc lại cho mũi dời nhỏ lại ha móc lên một mũi móc xích vòng đầu với sáu mũi móc đơn sẽ tạo ra sáu chân cho vòng thứ hai vòng thứ hai các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn Chân thứ hai sẽ móc cho mình mũi móc đơn tăng ha. Thì như vậy là mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một móc đơn sau đó là một móc đơn tăng nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng mình sẽ có tổng cộng là ba cụm móc. Một móc đơn, sau đó là móc đơn tăng. Ta có cụm thứ hai và cụm thứ ba sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Một móc đơn, sau đó là móc đơn tăng vào chân cuối cùng thì khi hoàn tất vòng này mình có 3 cụm móc tăng được 3 mũi kết thúc tam kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời guốc lại và móc lên một mũi móc xích thì ở cái vòng móc thứ hai mình hoàn tất sẽ tạo ra được tổng cộng là 9 chân móc các bạn sẽ móc cho mình các hàng kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn tức là mỗi sân của mình nó sẽ có độ rộng ở chính cái chân móc như thế này mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn ha móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám vào chân thứ tám và móc đơn thứ chín vào chân cuối cùng có được chín mũi móc đơn vào chín chân rồi đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời cuốc lại cho mũi dời nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích và làm cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa sân của mình nó sẽ có hai phần một sân ngắn thì các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 5 hàng móc sân dài thì móc tổng cộng là 6 hàng móc ha sau khi hoàn tất được hai sân rồi thì một sân đầu tiên các bạn sẽ cắt len ha với sân dài là 6 hàng móc nè sau đó cắt len tiếp tục móc thêm cái sân ngắn với 5 hàng móc bây giờ mình sẽ nối lại chọn cho mình một chân móc bất kỳ của cái sân mà mình vừa cắt len á Đối với sừng mà mình vừa cắt len thì các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trong ra ngoài ha, vào một chân móc bất kỳ. Đồng thời đâm kim vào chân kế tiếp của cái sừng mà mình đang móc. Đâm kim vào hai chân móc như thế này, móc vào đó mũi móc đơn. Đầu tiên ha. Tiếp tục đâm kim vào hai chân móc tương ứng kế bên nữa, móc cho mình mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba vào hai chân tương ứng kế tiếp như vậy là ta đã nẹp được hai sừng lại bằng ba cái chân móc lúc này để ý cho mình ở mỗi sừng của mình sẽ có tổng cộng là chín chân móc khi mình nẹp ba rồi thì mỗi bên còn lại sáu mũi ha lúc này thì mình sẽ móc rồi chứ không nẹp hai sừng lại với nhau nữa ha mình sẽ đưa kim qua cái sừng đầu tiên theo chiều mình đang móc còn lại sáu chân thì móc cho mình sáu mũi móc đơn vào sáu chân đó mũi đầu tiên nè ta có thể đánh dấu vào cái mũi đầu tiên này Tiếp tục móc đơn thứ hai vào chân thứ hai còn lại nha. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Về móc đơn thứ sáu vào chân còn lại cuối cùng ha. Được 6 mũi móc đơn vào 6 chân của sân đầu tiên rồi, đâm kim vào 6 chân của sân còn lại. Mình sẽ móc 6 mũi móc đơn vào 6 chân đó. Mũi đầu tiên của sân thứ hai nè, mũi thứ hai mũi thứ ba tiếp tục mũi thứ tư mũi thứ năm những bạn nào mà cần tăng canh giảm sai ở cái phần sừng á, thì các bạn cũng á, tăng cho mình cho đến khi cái độ rộng của phần sừng nó đạt được vừa phải ha cách tăng thì cũng tăng tịnh tiến số mũi móc đơn lẻ lên sau khi móc cho mình được vào 12 chân của hai sừng rồi thì đến cái chân đầu tiên sẽ là chân mà mình đánh dấu nè. Đâm kim vào đó móc một mũi dời. Rút lại trong mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Hàng móc kế tiếp thì mình sẽ móc đều và không cần phải giảm mũi cũng không tăng mũi. Mỗi chân móc một mũi móc đơn. Ta sẽ có thêm tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc móc đều. 12 mũi móc đơn vào 12 chân ha móc cho đến hết vòng sau đó thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi tổng cái chiều cao của phần sân như các bạn cần là được ở đây mình sẽ tăng lên tổng cộng là ba hàng ha ba hàng nối nè khi hoàn tất được phần sân rồi nhồi gòn vào bên trong cho phần sân được cứng kép cắt một đoạn đen vừa đủ dài sau đó mình sẽ tiến hành khâu vào trong thân nón các bạn sẽ khâu cho mình cái phần sân trước thì cái sân dài ở phía trên mình sẽ để ở sát với tai sân ngắn thì để ở trên đỉnh ha mình sẽ khâu một vòng tròn như thế này giúp cho cái phần sừng của mình á, được đứng vững hơn khi khâu hoàn tất được phần sừng rồi các bạn sẽ khâu cho mình cái phần tai ở phía dưới lưu ý cho mình khi khâu ở phần tai nè từ cái điểm mà mình cắt kết thúc ở cái phần uh, tai á các bạn sẽ khâu cho mình ở điểm tương ứng với lại cái phần thân mình cũng khâu giống như cách là các bạn khâu qua quần áo thôi ha cứ đâm kim vào những cái đường móc tương ứng với nhau sau đó mình sẽ khâu lại phần tay thì khi khâu cho mình vào trong thân nón mình sẽ khâu khoảng tầm chiều cao khoảng tầm ba hàng móc cho phần thân nón các bạn sẽ khâu cho mình một mặt ở phía trước sau đó mình sẽ đưa ra cái mặt sau và mình khâu tiếp thì ở phần sau các bạn có thể vô cho mình khoảng tầm nửa cm mình sẽ khâu cho cái phần tay của mình nó được đứng vững hơn ha ta cũng đâm kim vào hai chân móc tương ứng với nhau nè khâu lại Khi các bạn khâu cho đến cái phần sừng thì các bạn có thể khâu cho mình thêm một mép tai sát với cái phần sừng. Có thể khâu trên cái phần sừng khoảng tầm cái hàng móc thứ hai nè. Để cho cái phần sừng của mình với phần tai á khi mà mình đội vào á nó không có bị chạy ha. Sau đó khâu hoàn tất cho mình cho đến hết. Sau khi hoàn tất cho mình được họa tiết trang trí thì ta sẽ hoàn tất được một cái nẫu nón bé rồng xinh xắn như thế này. Những bạn nào mà muốn tạo điểm nhấn riêng cho phần nón của mình, các bạn có thể đính tên của bé lên phía trước. Cách móc tên thì mình cũng hướng dẫn ở bài trước rồi ha, mình có để link ở phần mô tả. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả, sau đó mình móc theo chữ cái phù hợp và mình sử dụng keo mình đính cố định lên trên thân nón ha. Chúc các bạn móc thành công.